Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và em hiện tại thì bên em đang chuẩn bị bán ra một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy dầu một cầu số tự động. Xe Fortuner thì được phân phối thị trường Việt Nam với 7 phiên bản, trong đó thì có 2 phiên bản là máy xăng, còn là 5 phiên bản là máy dầu. Máy xăng thì là được nhập khẩu, còn máy dầu được lắp ráp trong nước là trong diện giảm thuế, nên là trong từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 thì dòng xe máy dầu là được đa số người dùng tham khảo và lựa chọn. Giá lần lượt các phiên bản là máy dầu số sàn là 995 triệu, máy dầu một cầu số tự động là 1 tỷ 080, máy dầu một cầu số tự động bản Legender là 1 tỷ 195, máy dầu số tự động hai cầu là 1 tỷ 388, và bản cao nhất là bản máy dầu số tự động Legender 2.8 hai cầu là 1 tỷ 426. Chính sách bán hàng lần lượt cho các phiên bản thì bản số sàn thì bên em hiện tại đang hết xe, là anh chị nào cần lấy xe thì liên hệ với em sẽ báo giá cụ thể của dòng xe ở số sàn. Còn bản một cầu số tự động trước mặt chúng ta đây thì hiện tại đã được giảm 50 triệu tiền, 45 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản một cầu số tự động Legender thì được giảm 35 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị một gói phụ kiện 15 triệu. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản hai cầu số tự động và thường 1 tỷ 388, hiện tại bên em cũng đang tạm hết hàng, nên là anh chị nào cần tham khảo phiên bản đấy thì có thể gọi điện cho em sẽ báo giá cụ thể hơn. Với bản cao nhất là phiên bản Legender 2.8 thì có giá là 1 tỷ 426 và hiện tại đang giảm 40 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì hai bản 2.8 nó chỉ chênh nhau một chút thôi, giá niêm yết chênh nhau một chút thôi là 1388 và 1426, nhưng chênh nhau có khoảng 40 triệu. Thì thường là cái dòng xe, nếu mà mình đã mua hai cầu số tự động 2.8 thì thường là khách hàng sẽ lựa chọn phiên bản Legender, bởi vì là cái ngoại hình của nó đẹp mắt hơn rất nhiều, option thì hai bản như nhau, nổi bật hơn. Nên là bên em về đa số là bản 2.8 là bản Legender. Xe Fortuner thì bên em đang hỗ trợ tối đa trả góp lên đến 80 hoặc 90% giá trị xe, và tùy theo cái năng lực chứng minh tài chính của anh chị thì em sẽ tính cho anh chị sơ bộ cái chiếc xe Fortuner trước mặt mình đây nhé. Thì giá xe là 1 tỷ 080 triệu, hiện tại đang được giảm 45 triệu tiền mặt. Thì anh chị được vay tối đa là 80%, em cứ tính hộ 80% đi, thì mình chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi, là 207 triệu giá xe, và cộng thêm tiền thuế của cái chiếc xe này là 54 triệu nữa, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm lại rơi vào tầm hơn 260, là mình có thể mang tầm 270, thì nó sẽ mình có thể mang cái chiếc xe này về rồi, tầm 270 cả bảo hiểm thì là có thể mang chiếc xe này về để đủ phụ kiện bảo hiểm. Còn đấy là công thức tính, anh chị có thể áp dụng thêm vào các dòng xe khác của Fortuner như em vừa báo giá, áp dụng giá niêm yết này, áp dụng giá khuyến mại này, rồi cộng thêm các chi phí khác nữa là ra được cái chi phí mình có thể lăn bánh xe ra ngoài đường. Thì anh chị nào cần em tư vấn hơn về các gói ưu đãi vay trả góp hay là cái tình hình tài chính ấy, có thể gọi điện giúp em qua số hotline trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh chị, và em xin phép được hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại.